Chiều ngày 15 tháng 6, chuyến tàu đầu tiên chở vải thiều Lục Ngạn gồm 3 toa hàng với 56 tấn vải thiều tươi được khởi hành vận chuyển đi xuất khẩu ngay tại ga liên vận kép tỉnh Bắc Giang. Lãnh đạo huyện Lục Ngạn cho biết, tuyến vận tải đường sắt liên vận ga kép được khai thác sẽ mở ra những cơ hội thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, hệ thống đường sắt liên vận quốc tế sẽ kết nối lưu thông, mở ra khả năng đưa sản phẩm vải thiều Lục Ngạn đi sâu vào thị trường nội địa rộng lớn của Trung Quốc và các nước. Hiện nay qua đường sắt thì có thể là vận chuyển đến tất cả các cái tỉnh thành và những cái trung tâm thương mại lớn như là Thượng Hải, Bắc Kinh, hoặc là có thể là đi Nga hoặc các cái nước khác. Thì khi mà vận chuyển vải thiều qua đường sắt thì các cái doanh nghiệp cũng tránh được cái áp lực vào thời điểm chính vụ, để là giảm cái áp lực cho các cái cơ quan chức năng như là hải quan, biên phòng, hoặc là phía các cái tuyến đường mà các cái xe vận chuyển đường bộ trước đây hay bị ách tắc. Việc vận chuyển vải thiều huyện Lục Ngạn xuất khẩu bằng đường sắt tại ga kép mở ra một kênh vận tải mới, một hướng đi mới thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân và người sản xuất vải thiều Lục Ngạn nói riêng trong hoạt động vận chuyển tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều ở cả trong và ngoài nước. Năm nay dự kiến của chúng tôi là sẽ phải kế hoạch là 5.000 tấn, đấy, thì xuất sang Trung Quốc là 4.000 tấn, để lại trong nội địa là 1.000 tấn. Thì năm nay nếu mà về cái xuất khẩu về bằng đường sắt thì chúng tôi thấy thuận tiện là thứ nhất là về cái việc thông quan, là nó được dễ dàng và tiêu thụ được nhiều hơn, là chở là sẽ được nhiều hơn và theo đúng cái hợp đồng của mình nên là sẽ nhanh hơn. Trước đây, nếu muốn xuất khẩu vải thiều chính ngạch sang Trung Quốc, các doanh nghiệp phải vận chuyển vải lên các ga đường sắt tại Lạng Sơn, Lào Cai, mất rất nhiều thời gian cũng như chi phí. Trong những năm gần đây, đặc biệt là 2 năm COVID-19, khi mà vận tải đường bộ gặp nhiều khó khăn thì vận tải đường sắt lại có những phát triển vượt bậc. Nắm được ưu thế này, Rachaco đã có đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang để mở tuyến vận tải chuyến liên vận quốc tế qua ga kép. Trái cây mà cũng lần đầu tiên được xuất khẩu qua đường sắt, thì trước đây toàn bộ đi đường bộ. Thế nên cho cái quá trình mà chuẩn bị thủ tục rồi tất cả thứ thì doanh nghiệp cũng phải tìm hiểu rất nhiều cái từ lĩnh vực hải quan, kiểm dịch cũng như các chính sách của bên phía đường sắt Trung Quốc. Công ty Rachaco đã phối hợp cùng với cả các sở ban ngành của tỉnh Bắc Giang để tổ chức những cái chuyến hàng thử nghiệm, mà cũng đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có những container vải đầu tiên được đi xuống. Và trong tương lai thì tổng tin sắt cũng đang có cái ý định là mở rộng cải tạo cái khu kho bãi này với trung tâm hàng hóa lớn của tổng tin sắt Việt Nam tại miền Bắc. Sự kiện chuyến vải thiều Lục Ngạn tươi đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch bằng đường sắt có ý nghĩa to lớn với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Xuất khẩu sản phẩm vải thiều Lục Ngạn qua đường sắt cũng giúp giảm áp lực cho giao thông đường bộ vào thời điểm chính vụ. Không chỉ người dân, ngay cả các lực lượng chức năng như hải quan, biên phòng cũng giảm tải được áp lực khi mà nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn.